đi đủ chậm. Đâu? Đếm đi coi chừng 11 cờ á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cờ nữa chẳng chậm. Ai? Chị nào? Mày có duyên chết liền á. Chậm. Cảm ơn gì? Chậm luôn. 1, 2, 3. Ai? Trăm ngàn. Cảm ơn. Hỏi là 100. Cảm ơn. Vậy ông nào kêu bạn bển mua 5 tờ kìa. Khách ngoài kêu Hà Nội vô kìa. Đâu? Hà Nội kiếm chết kìa. Hà Nội kiếm chết kìa. Đâu? Cái nè. Ngồi đi. Con này đẹp trai với con này nè. Khách Hà Nội kiếm gì chứ kìa. Cho đầy ké nha. Ngồi đi chút cô Phương. Dạ. Mới thấy chị kia đâu rồi. Ngồi chơi với ảnh đi. Có bán chút đi. Chút nói chuyện. Lẹ ra nói chuyện với ảnh đi lẹ. Sợ không? Đẹp lắm mà không mua. Anh đẹp trai ơi, sổ đi, lát lộn mèo kìa. Nãy có hai nhỏ đẹp là phải, mày cũng có vợ làm mai, hai nhỏ đẹp lắm. Ở trong có hai nhỏ ngồi bệnh đó mới vô, đẹp cực kỳ luôn. Nè đứng đây nè để cho nó quay lẻ với anh. Người Hà Nội. Người đàn ông có cây cà lem Cicola. Qua đây đứng nè. Mày chiên đi để ké. Mày mà chết quá trời. Không. Trời thêm con nữa chắc chết quá. Kìa. Người đàn ông. Chết lại con nghe chết. Người đàn ông có cây cà lem Cicola. Má quay giết lát người mày mất hết á. Anh đẹp trai sợ không? Mua đi. Đẹp trai quá trời. Không. Mua không bà Việt Kiều. Mua đi. Cảm ơn cái chú này gửi cho cô chất ở bên Mỹ á. À. Chú này là ở bên Mỹ á, gửi cho cô chất 1,2 triệu. Cảm ơn nha. 50 đô nhưng mà con đưa cho cô chất chẳng luôn là 1,2 triệu ha. À. Là đó cô chất cảm ơn. Đây, chú Long qua đi. Cảm ơn. Cảm ơn nha chú Long. Chú Long bên Mỹ chúc mạnh giỏi nha, mà có tiền nha, giúp đỡ người nghèo. Khách ca la, cảm ơn nhiều nha. Ở bên Mỹ mà chị ở đâu? Luciana. Hay quá ha. Trời ơi, hôm qua nay không tiền cắm bệnh quá trời xuống. Rồi, có tiền mua bảo hiểm rồi nha, không có hàng không có tiền nữa nha. Giảm mặt mày tiền uống thuốc với tiền ăn mỗi ngày. Hai mày cần chối hả? Bên Mỹ ở tiền tao 50 đô để mày có cắm bệnh. Giảm mặt à, quay hoài đéo có tiền. Mạnh ông quân kỳ quá à. Cáo ý quá hậu, cáo hỏi nhìn hai đứa bay á. Quay mà đéo có tiền, thấy ta bên Mỹ mới gửi tiền tôi đi không? Tao là hồng nhan bạc phận. Mày quay coi Lan à, cô Ánh Nguyệt với Lan. Lan già đẹp là tao đóng với cô Vương á. Nó đang đóng với tôi á. Cô Ánh Nguyệt, cái đó đem đi nó hát mã ngu. Anh đã bao đêm bao ngày hương nhớ. Có nói ông nội. Ông đang đóng với tôi, cô Ánh Nguyệt, ông hát bằng đó vậy. Ngu Phương á. Hôm qua ông ra đây coi, tôi nó mua lăng quay. Số như tờ gì? 11 ngàn. Nó bán thiếu luôn vậy. Trời, số bán thiếu lời có ngàn à. Điểm coi mấy tờ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cờ 66 ngàn.
ruộng gì mà lấy Nico vậy? Sám sáu hỏi lại nhiều. Sám sáu đưa 30 trước nè, còn 4.000 nữa, đúng không? Đúng rồi. Rồi, biết tính vậy thôi. Một. Hai. Ba. Rồi, bớt 3.000 rồi đó. Bớt thật hiểu. Đủ rồi, trời ơi, bà đứng chạy đủ rồi. Thôi thiếu ngàn đi, cho ngàn đi, cảm ơn. Ê, ê, nói nghe nè, nếu mà đẹp giống hai nhỏ đó đi làm gái luôn á, tao hỏi bắn cái số hai nhỏ đằng tao, nói như nhỏ nó quýnh bỏ mẹ nữa. Dạ ơi, đẹp quá. Vậy. Ê, ông đó quay người, người đàn ông có cây cà lem. Thấy không, tội nghiệp, cảm ơn nha. Đang mời đi khám bệnh đó, cô gặp con mừng gần chết. Nhà 79 à, hồ kỹ mày mốt nói ổng vậy đó. Nhà bả 79 à, hồ kỹ, chị cứ nhớ 79, ông Cần Tài là nhà em á. Chợ qua hồ kỹ là ông biết liền à. Trời ơi, cho địa chỉ chứ, để chị đến nhà, chị ngó gia đình tao, coi nhà đẹp không. Thôi hỏi, qua nắm đầu coi năm gì sáng quay phim đồ quỷ. 33.000. Cảm ơn. Lấy cọp đi củi tôi nè. Cảm ơn nhiều nha. Đang mơ không có tiền cắm bệnh đó. Số không? Anh đẹp trai số không? Anh Việt Kiều số không? Ờ, Campuchia cam màu cũng được đó. Miễn là Việt Kiều được rồi. Nó đi theo trai rồi. Nó bỏ tôi á. Trời ơi, biết nó đi hướng nào, đi Vĩnh Long, Tây Ninh sao có lỗi kìa. Mấy? 12. 11 tờ là 120, 130 đi bớt ngàn. Bớt. Nãy bà, ê, nãy bà nói là cái ông đó người Canada hả? Canada là bên Mỹ giàu lắm á. Số không? Hả? Không, trời ơi, Việt Kiều mà bán tiếu. Tôi củi con cọp đó, số đó con cọp đó. Ờ, 0686 46. Con cọp luôn á. Có mà số đẹp mà. Nay số trơn này lại ế nè. 22.000. Ê, hôm nay số trơn lại ế á. Lụm đi. Số trơn làm nay ế á. Mấy tờ? 22.000. Có bà áo đỏ nại phải không? Bà thổi lại 8.000. Có 3.000 lẻ không? Có không? Bớt 3.000. Nãy ta cho tiền đắp vô. Dây. Trời ơi, có cần lẻ mà giấu. Thôi. Nhỏ đó đẹp. Trời ơi, ông nuôi chó kìa. Ông buông dây thả cho nó đi chơi đi. Buông dây thả nó đi ơi.
chó đẹp quá, giống sói kìa không? Chó đẹp giống sói. Anh Hà Nội ăn cho ngon miệng nha. Tối ra gặp lé với cô Phương. Người đàn ông có cây cà lem chi-cô-la kèn lé khoái lắm á. Anh Việt Kiều số không? Ba đứa đẹp trai quá. Mua không? Trời ơi, mặt đẹp trai mà mua vậy. Mua đi. Mua đi, mới trúng một chiếc xì bò. Con gái nó theo mày nè. Nghe là tao mua đi mời có xì bò chạy. Kìa cho cái bàn, cho cái bàn lẻ lên. Chôm chôm con Phương nó đi rồi. Theo trai vậy. Ê có cái áo này mời cho gì mà cũng chụp hình nha. Trời bả mua đen vậy, bả đeo có một chiếc bông à. Gì má, hai chiếc má này động trời. Nói nghe, trời cái áo đẹp quá cho gì đây. Ê mua cái áo này chụp hình đẹp lắm á. Áo nhỏ mặt nè, chụp hình đẹp lắm á, mua áo này đi. Kìa áo nhỏ đó mặt đẹp. Áo dễ thương. Bà Việt Kiều mua số không? Phải không? 11 ngàn. Rồi, ta bán có 9 ngàn rưỡi, bà bán 11 ngàn. Trời ơi, số 9 ngàn rưỡi má. Nhà nước gia đình cái số 10 kìa. Đâu, số 10 đâu, có số 10 mua hết. Nè má. 71 cu của cu đen ai vậy? Cu đen đâu? Nó đi theo trai rồi. Trời ơi, vô mua số cứ hỏi cu đen hoài, cu ghét lắm. Đây, đây, 27, 6, 27. Trời ơi. Hay luôn. Cái con lá hả? Ừ. Giờ chúng nó này an ủi rồi đi đâu đổi? Đổi cùi nè. Cùi có máu đó, trận tôn. Chữ ngô gia tự trận tôn gì? Trận nhân tôn còn chịu nữa. Trời ơi, cả đẹp quá, ốt gờ nữa mà. Trời ơi, Việt Kiều mua cho tôi 10 bộ, bà chê đồ ca sấu. Trước ơi. Gì? Bán chung trường. Có giả mặt mày hằng du viên bán buôn mà nói để dành số gì số bán được à. Đếm đi nhiều 11 tờ là 120 á. Đúng rồi 120. Đếm đi cho bà đếm khổ mày. Vậy con trẻ sao kêu bằng bà. Đúng rồi. Vậy hả? Đẹp trai quá trời Việt Kiều. Mời chở áo đó ra cũ đi bộ nha. Đẹp quá hả? Áo đẹp. Vậy. Dài búp bê là dài gì? Dài búp bê á. Là dài gì? Trời ơi, nói mà mua trời dầm mà bà. Nè. Ai mua? Bà Việt Kiều mua phải không? Nè. Úp ngược lại vậy uống xỉn luôn á. Jumbo mà. Bà mua cái áo này có áo người lớn không? Áo đỏ nhỏ nè có áo người lớn không? Kìa có kìa mời hai đây mua cho tao đi. Đợ cỡ cái áo gì mượn đi. Vì quay phim đây. Thôi đổi đi nè, áo này đẹp hơn nè. Ừ, áo này đẹp nè. Bà có áo bự cỡ cùi nó con ai vậy? Có áo bự cỡ gì không? Ê! Mày giỡn mặt tao hả mày? Mày không thèm giỡn mặt tao luôn hả mày? Mượn áo rồi. Má mày là người nào? Đi kiếm má mày quýnh nè. Má mày là người nào? Ừ, mua đại đi, hưởng nó lợi. Nãy anh cha đó hưởng bốm mà con quên chỉ bốm tao, có nè. Đỉ bà mày. À, số nhà của đại lý tôi đó. Con bốm đi, con bốm chữ ai lấy bốm tôi đó. Bốm tôi đó má, bốm bà. Đen thui là bốm của khu Phương. Còn cái khác
Nè, trời ơi. Trời ơi, bốn đứa đẹp đó, hôm nay có cúng có đi chùa. 13. 11 là 120. 120 với hai cờ kia, ba cờ kia nữa 33.000 là nhiêu? 150, 150, 3.000. Trăm ba mươi ba ngàn, cô cử ba lấy năm tờ kia nữa. 13 tờ, 10 tờ là 101 mà. 102, và là học trường nào vậy 11.000 tờ. 102 và với ba tờ nhiêu? 10 tờ là 101. Ờ, ba tờ nhiêu? 33 ngàn. 4 với 33 là 143 ngàn. Ừ, còn 1 triệu nữa. Giờ nói nhiêu? 2 tờ là cái lừa nữa. Hai tờ là nhiêu? Hai tờ 10.000, 5.000 tờ cũng nhiêu. Ủa bà, 22.000 cũng nhỏ, 22 là tính coi. 143 với 5 tờ là nhiêu? 5 tờ là giờ bỏ là luôn á. Là đủ chưa? Đủ chưa? Dư luôn á, chứ. Phải không? 5 tờ 50 nhiêu, 10.000 tờ. Dư mấy chục ngàn luôn á. 143 là đủ. Cảm ơn nha. Có chơi luôn. Hương có mà sổ liền cũng có nữa, cu sổ. Kêu mày cho tao cáo đó để tao đi quay phim, tao có tiền bánh Mỹ đang ốt cơ cao nè. Mua nhiêu tờ mua tờ vậy, nửa tờ sao bán mà. Vậy ba chục má, trời ơi chán má này quá. Quỳnh Nhung, sửa bình xăng con áo đen đi Quỳnh Nhung. Này Phi Nhung hai má ơi, nó sửa bình xăng con đây đó má.